chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay mời quý anh chị và các bạn cùng với Ngọc Thanh Tâm TV khám phá thác Grand Đà Lạt nha. Đây là lối đi vào thác Grand Đà Lạt. Có cái đường đi uốn lượn quanh co bên cái thác cũng rất là đẹp. À, khung cảnh ở đây còn rất là hoang sơ. Hôm nay đoàn mình đi rất là đông luôn. Đây là các thành viên ở trong đoàn của mình. Đây là chuyến đi từ thiện kết hợp dã ngoại. Thì mấy ngày qua là làm từ thiện xong rồi, hôm nay sẽ đi dã ngoại và đoàn mình quyết định là ghé thác Grand. Thì giá vé ở đây cũng hợp lý, người lớn thì 50.000, trẻ em thì 30.000 một vé. Thì thác Grand nó không có hùng vĩ như những ngọn thác khác ở Đà Lạt, nhưng mà nó mang một cái vẻ đẹp rất là hiền hòa và thiên nhiên. Nó vẫn giữ nguyên cái vẻ hoang sơ của thác. Đây trước mắt các bạn là thác Grand. Thì đi đến đây là mình đã nghe tiếng thác đổ rì rào. Các bạn lưu ý là cái đường hơi khó đi nha, tại vì ở dưới có những cái rễ cây á. Bây giờ thì sẽ đi xuống dưới ở dưới cái chân của thác. Đây, mấy bạn này đứng lại tranh thủ chụp hình để lấy cái cảnh của cái ngọn thác này. Khúc này rất là khó đi, rễ cây rất là nhiều nè. Nếu mình không cẩn thận là sẽ bị té đó. Rồi bước xuống cái bậc tam cấp này nữa là mình sẽ tới dưới chân của thác Grand rồi đó mọi người. Rồi mình đã xuống tới dưới chân của ngọn thác rồi. Đây có tảng đá rất là lớn để chữ Grand Đà Lạt. Giờ sẽ đi qua cái cầu kia để mình đi lại cái chân của cái ngọn thác. Thì hôm nay là chủ nhật cho nên khách ở đây cũng rất đông. Ở bên dưới dòng thác thì có cho thuê thuyền để mình bơi nữa. Giờ mình sẽ qua cái cầu này và tiến vào chân của cái thác nha. Thì có một cái quầy bán hàng lưu niệm.
Đây là cái dòng thác nè, nó có một cái bãi bồi cát rất là lớn luôn nè mọi người. Bây giờ mình sẽ đi sát vô bên trong. Xuống dưới đây thì mình nhìn thấy ngọn thác có vẻ hùng vĩ hơn là mình đứng ở trên ha. Đứng ở góc độ này thì mình chụp hình rất là đẹp luôn nè. Đây là dưới chân của ngọn thác, mình có thể đi vòng qua bên kia. Phía trên là một cái tảng đá rất là to luôn. Đây là tảng đá nè mọi người. Rồi mình có thể đi vòng qua bên tới bên kia thác được luôn. Nhưng mà mình sợ ướt, mình không đi. Giờ mình quanh trở lại. Ở đây cho mướn thuyền rất là nhiều luôn nè. Mình có thể mướn thuyền là mình bơi dọc theo cái dòng thác này. Phía bên trên đây có cái chiếc cầu dây bắc ngang qua dòng thác cũng rất là đẹp. Có mấy bạn mặc đồ của Nhật, mặc đồ kimono của Nhật. Không biết là người Nhật hay người Việt Nam nhưng mà mặc kimono nè, trông rất là xinh nè. Thì đi qua cái cầu dây này nó rất là nhúng nè, mình thấy cũng hơi là khó đi, nếu mà ai nhát là chắc không dám đi qua cái cầu này đâu. Đứng ở đây chụp hình lên lấy cái cầu dây này cũng rất là đẹp luôn. Tuyệt vời luôn, đợi thông. Trên là đợi thông, ở dưới là mấy đảng hoa, cảnh ở đây là chụp hình là khỏi chê luôn. Đi chị Phượng ơi, cái đây là mình mướn xe díp sẽ chở lên cái đền Hùng Vương ở trên đồi cao đó, nhưng mà bây giờ mình không có lên. Trên đồi cao nó phải xe chạy lên á. Chị cho chụp hình trước chị. Lên đi con, cái cá đi con, quay cá này. Có bạn quay này có đỡ lại trái tim, miếng bim một lần chiếc thuyền. Rồi.
sáng quá. Đây có cái tivi như chụp hình quá đẹp luôn. Dỡ đón ra. Coi gì này coi. Cá. Quay đồ cho cá ăn. Thôi con. Giờ thằng. Thôi cá. Trong đây có cho thuê ngựa để phục hình. Cái rồi. Đi không? Trên này người ta có mua cho mướn xe riếp để chạy lên cái đồi cao ở trên đó. Trên đồi cao trên đó cũng có nhiều cảnh đẹp lắm. Còn nhiều cảnh đẹp ở trong kia lắm, nhưng mà bây giờ mình tới giờ để ra xe đi về rồi. Rồi mình xin kết thúc video đây nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy rất thì hãy cho mình một like, đăng ký kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video sau.